Dạ rồi, con xin phép chào cô nhá. Rồi chào em trai. Dạ. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Tôi tên là Trương Thị Tuyết Em, sinh năm 76. Cô em là quê ở đâu? Ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Vậy là cô mới từ Kiên Giang về đây hay sao? Mới lên hồi hôm 5 giờ sáng. Là còn em trai đây là con của cô hả? Con em của Nguyễn Thị Tuyết Nhi. Dạ. Là hôm nay cô cùng với con trai lặn lội từ một tỉnh rất xa ở miền Tây sông nước đúng không ạ? Để lên Bình Dương. Nhờ anh em giúp đỡ gì đấy cô? Nhờ tìm con gái. Nó đưa em nó đi học hồi lúc 1 giờ ngày 14 tháng 3. Đưa em tới trường, thả em xuống trên đường về là mất tích luôn. Con gái cô tên là gì? Tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhi, sinh 2003. Bé bị khuyết tật từ trong bụng mẹ ra. Vậy là cái cụ thể mà cái ngày mà con trai của cô đưa đi học đúng không? Gái Nguyễn Thị Tuyết Nhi đưa em gái đi học. Tức là em Nhi này đưa bé đi học. Ừ. Rồi sau đó là em Nhi mất tích luôn. Trở về là mất tiêu luôn. Ngày đó là ngày bao nhiêu ạ? Ngày 14 tháng 3. 14 tháng 3, hôm nay mới 15 là ngày hôm qua hả? Ừ. Phải không? Đâu ngày kia. Bữa nay 16 rồi. Bữa nay 16. À hôm nay 16. Dạ dạ dạ. Vậy là 2 ngày trời rồi ạ. Dạ. 2 ngày rưỡi rồi đó. Phạt âm vô tính rồi, không có một cuộc gọi gì cho gia đình. Khi đi là con gái của cô mang theo xe cộ gì đi không? Có một chiếc xe su chờ màu đen nhớt. Dạ. Biển số bao nhiêu? Biển số gì? Biển số xe là 68S1 79270. Xe đó là của ai đứng tên ạ? Của Nguyễn Thị Tuyết Nhi đứng tên luôn. Dạ. Con gái của cô thường thường là ở quê là làm công việc gì? Tối ở nhà mẹ bán tiệm tạp hóa thôi. Ừ. Con gái của cô là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2003. Ngày 1 tháng 1 2003. Vậy là mới 21 tuổi. Dạ đúng rồi. Ừ. Vậy là trước giờ chỉ nhà phụ gia đình bán quán thôi. Ừ. Đã từng bỏ nhà đi lần này như lần này chưa? Chưa. Chưa. Nó khờ dữ lắm, tối ngày sống với mẹ con không biết cái gì hết trơn á. Và Nhi thì con gái của cô là bị bệnh từ lúc mà trong sinh bụng ra mẹ đúng không? Dạ. Bẩm sinh với bị khờ. Bị khờ. Dễ tin người. Bị hở hàm ếch nữa. Hở hàm ếch hả? Khổ thế chứ lại phải đi có đem theo điện thoại không? Có cái điện thoại Apple và một số nữ trang đeo trong người. Nhiều không cô? Một tấm lắc và một cọng dây chuyền của nữ đeo đó, với hai chiếc nhẫn vàng 18, một đôi bông cũng vàng 18. Vậy là rất nhiều đấy. Thường thường là con gái ở nhà có sử dụng điện thoại không? Có, nó xài điện thoại mua bán hàng ngày, đặng nó chụp hình đồ để chạy đi mua đồ rồi này kia. Có chơi các trang mạng xã hội không ạ? Có, chắc nó có chơi, nhưng không biết nó có chơi làm sao mà tôi không có để ý. Nhà mình có bán hàng online không? Không, chỉ bán tiệm tạp hóa thôi. Tạp hóa thôi đúng không? Con gái nhà mình có bạn bè không? Không, từ nhỏ tới lớn không có bạn gái mà cũng chẳng có bạn trai luôn, tôi dám cam đoan. Ừ. Bây giờ đó giờ từ nhỏ lớn là chỉ sống với mẹ rồi. Cái gì cũng là mẹ thôi, không mẹ. Có lời tay mẹ một giây phút nào á. Và là mẹ là luôn luôn là người chở che bao bọc đúng không ạ? Mẹ lo liệu hết đúng tại không? Tại vì nó bị vậy rồi, thành thử ra nó không có ra đường, nó tiếp xúc với ai hết trơn, nó rất là hiền, nó khờ dữ lắm. Sao bé lại không ra tiếp xúc hay là bé mặc cảm hả? Không có, nó không có chịu chơi với ai vậy thôi. Như tôi đi đám đông rồi tôi cũng dắt theo vậy, nhưng mà nó không có chịu tiếp xúc với ai vậy thôi, chứ tôi cũng không biết sao nữa. Rồi, dạ. Con xin phép được chuyện trò với lại con trai của cô. Dạ. Rồi chào em có thể giới thiệu em tên là gì? Em là Nguyễn Văn Hạnh, là em trai của Nguyễn Thị Tuyết Nhi. Ừ. Em sinh năm 2003, quê quán ở Rạch Giá, Kiên Giang. Ủa, em cũng 2003 luôn hả? Vâng. Vậy là em sinh cùng năm với chị. Dạ đúng ạ, nhưng mà chị em sinh đầu năm, em sinh cuối năm, và em sinh thiếu tháng. Ủa, sinh đầu năm cuối năm. Vậy là mới sinh chị ra là cô là có em bé tiếp đúng không ạ? Sinh được mấy tháng là có em có bầu này. Mà do thằng này là năm sau mới sinh, nhưng mà do sinh non. Sinh non ha. Trong cái quá trình thời gian mà em ở gia đình thì em thấy cái biểu hiện của chị của em cái dạo gần đây có như thế nào? Dạ thì do là em đang là sinh viên nên học xa nên em không có ở
nhà thường xuyên. Với lại thì khi mà em sống với bà từ nhỏ lớn thì em thấy bà hiền cô lắm, với lại bà làm cái gì đi nữa thì bà cũng phải hỏi ý kiến mẹ một tiếng. Đó giờ vậy, thật ra đi đâu xa mà cả chừng hơn nửa tiếng không thấy mặt là bà sẽ điện về mẹ một tiếng luôn. Em là em đang học ở đâu? Em đang học ở Gò Vấp. Đại học năm mấy em? Em đang ở đại học năm 3. Năm 3 học chuyên ngành gì? Kỹ thuật ô tô ạ. Kỹ thuật ô tô. Vâng. Giỏi ha. Vậy là mẹ báo tin cho em là chị đi hả? Dạ. Là em cấp tốc là em dừng việc học lại. Dừng việc học lại. Để về đi tìm chị. Để về cùng mẹ tìm chị. Trên cái video này em có điều gì em muốn tâm sự với chị của em? Hy vọng chị của em xem được cái video này để sớm quay trở về. Em chỉ hy vọng là chị ba thấy được video này sớm ngày về về với em. Mẹ thì cũng mong chờ, bố cũng vậy. Cả nhà cũng mong chờ tin chị hết. Mong dạ. chờ chị về để... Mong ai hương tình thì thấy chị tôi ở đâu thì báo tin cho tôi hay, tôi sẽ lại tìm và cảm ơn người đó hết hết mình. Vậy là nhà có hai chị em? Dạ, nhà chỉ có hai chị em thôi. Mà đặc biệt thì chị thì lại sinh ra thì chị lại không được may mắn như người khác, đúng không? Vâng. Nên bản thân em rất thương chị, đúng không? Dạ, rất thương. Và tới giờ phút này thì bây giờ mẹ cũng đang khóc rất nhiều. Mẹ có điều gì tâm sự với con đi, hy vọng là con của cô sẽ xem được video này đấy, để quay trở về đấy. Quang ơi, về với mẹ đi con, mọi lỗi lầm mẹ tha thứ hết, mẹ không có trách móc gì con đâu. Mong cô bác ông bà nào có ai bắt cháu hoặc hay là cháu có đi lạc thì mong đưa về giùm. Bao nhiêu tài sản trong mình đó, tôi vẫn cho hết, tôi không có đưa thưa công an gì hết trơn, tôi còn hầu tạ nữa. Mong ông bà cô bác tha thứ cho nó, bị gì nó là trẻ khuyết tật, tội lắm. Tới giờ phút này cô đang sợ con mình sẽ gặp điều gì? Mong ông bà cô bác nào đó nhủ lòng thương tha cho nó đi. Tại vì nó cũng không có cái gì hay đâu, nó đau bệnh tối ngày à. Tôi về tôi lo cho nó. Mong cô bác nghe được cái câu này. Ai có bắt gì nó hay là có thấy gì nó ở đâu đeo về giùm tôi. Tôi rất mang ơn, tôi đội ơn người đó. Cô để thấp tấm hình xuống chút con xíu. Cô đang sợ con cô là trong hai ngày qua sẽ gặp điều gì ở bên ngoài? Sợ là nguy hiểm, gặp nguy hiểm đến tính mạng anh. Sợ bị những người khác dụ dỗ lừa đảo, có thể là làm những cái điều không tốt. Vâng ạ. Đúng ạ. Dạ. Thật sự đây là một câu chuyện rất là buồn, thưa cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay anh em vừa nhận được hai cái tin vui xong thì lại tiếp tục lại ghi nhận một cái tin buồn. Thật sự đây là một câu chuyện rất nghẹn lòng, và đặc biệt rằng một người mẹ ở một tỉnh rất xa đi một quãng đường từ Kiên Giang về đây phải hơn 200 cây cô ha. 250 cây số, rất là xa cô chú anh chị ạ. Để nhờ anh em đội chỉnh về Thanh Hải đi tìm con, thì rất hy vọng rằng cái video này cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải sẽ tìm được cái tin tức của bé, cũng như là đưa bé sớm quay trở về một cách an toàn nhất. Thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp, cũng như là đưa em gái sớm quay trở về đoàn tụ với mẹ để cho mẹ cũng như là gia đình chăm sóc. Thì cái sự việc của cô cũng như là của con của cô về đây nhờ tìm con thì anh em đã ghi nhận giúp đỡ hoàn toàn miễn phí cô nhé. Thì hôm nay cô cùng với con trai về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Cô có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ cái video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái nhà mình không? Dạ, tôi rất đồng ý, mong con tôi sớm trở về. Em trai có đồng ý không? Dạ, tôi hoàn toàn đồng ý ạ. Cuối video này thì con chúc cho gia đình cô nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái cô sớm quay trở về nhá. Dạ. Rồi con xin phép chào cô, chào em trai. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.